Quý cô chú anh chị và các bạn thân mến, vừa rồi thì Cử Bắc TV có chia sẻ một cái video về bốn em nhỏ. Bốn em nhỏ mà trong đó thì có ba em mồ côi cha và mẹ thì đi Bình Dương làm thuê. Ba chị em là tự ở với nhau. Thì bác Kim The cũng quan tâm và có nhờ em hôm nay quay trở lại trong gia đình của ba em nhỏ. Cũng như là đây, chỗ này thì là nhà của em Chứ. Em Chứ mà hôm trước ở trong video đó thì cũng mời Cực Bắc TV quay trở lại nhà để hái đào ấy. Thì hôm nay Cực Bắc TV sẽ tiếp tục quay lại và chia sẻ đến mọi người những cái hình ảnh về cuộc sống của các em nhỏ này nhé. Đấy, đây là nhà của em Phứ nhờ. Đấy, xin chào Phứ nhá. Xin chào chưa? Xin chào. Phứ xin chào mọi người. Ừ, em xin chào mọi người. Thế Phứ hôm nay không đi lên nương à? Em đi về rồi. À, thế là sáng nay là Phứ đi lên nương rồi. Thế sáng nay Phứ đi lên nương làm cái gì, lấy cái gì? Là cắt cỏ bò. Cắt cỏ bò á? Phải tí mà mang được cái này á. Đâu, hôm nay Phứ đi lấy cái nào? Cái này á? Đâu? Đâu đâu, Phứ ra chỉ cho chú xem nào, chúng cho mọi người xem nào. Đâu ạ? Cái này á? À, đây là cái cỏ sáng nay Phứ đi lấy về cho bò đây đúng không? Sáng nay là có một anh lấy xe máy đi đưa về chứ không phải là Phứ đi về đúng không? À, đây này. Nhìn như vậy là cứ tưởng là Phứ đi lấy về cơ. Nhưng hôm nay là đi có anh chở bằng xe máy về đúng không? À, anh nào? À, anh này à? Tí này. Anh này cũng nhỏ nhỏ thôi mà. Anh này năm nay bao nhiêu tuổi? Mười mấy tuổi? À, 14 tuổi à? Cứ mạnh dạn nói lên làm gì mà phải xấu hổ xoa đầu thế? 14 tuổi là... Phứ là 12 tuổi. Phứ đứng vào xem là ai to hơn à? À, cao bằng nhau. Ừ. Phứ ăn cơm chưa? Ăn rồi á? À, ăn rồi thì bây giờ Phứ cùng chú đi vào trong nhà của Chứ với lại Ly và Say nhá. Không biết là Ly và Say có ở nhà không? Ly thì đi làm việc rồi chưa về, có Say và Chứ thôi. À, có Say và Chứ thôi. Ly đi làm việc. Ly làm việc ở đâu Phứ biết không? Làm việc ở trên trên cao à? Ở trên nương à? À, thế bây giờ chú cháu mình cùng nhau đi vào trong nhà của Chứ nhá. Vâng. Đi nhá. Thế anh này có đi không? Đi nhá. Cùng nhau đi nhá. À, các bạn thân mến, cái hoàn cảnh của Chứ, em Say và em Ly. Đấy, đây là ba chị em có hoàn cảnh cũng khá là đặc biệt khi mà bố thì vừa mất cách đây hơn một năm và mẹ thì hiện tại đang đi làm ở Bình Dương. Còn như hôm trước ấy, video trước thì là chỗ các em nói thì các em đang ở với bà. Chào Chứ nhá. Chứ làm gì mà ướt hết người này, toát mồ hôi à, hay là vừa tắm xong? Vừa tắm xong á? À, có lạnh không? Tắm như này có lạnh không? Không lạnh à? À, thế là hôm nay Chứ có đi lên nương không? Có đi lấy củi không? Có à? À, đâu cái củi của Chứ vừa đi lấy về đâu? Ở kia ở đâu nó, chú xem nào. À, đây đúng không? Đây là hai bó. Đây là cái thân cây cỏ. Thân cây cỏ voi đây các bác này. Một bó rất là to. Bó này thì hôm nay là nhẹ hơn hôm trước các bạn. To hơn, nhẹ hơn hôm trước. Bởi vì là nó không bị ngấm nước này. Đấy. Còn đây cũng là một cái bó này. Cái này mang về để cho bò hay là làm củi đốt hả Phứ? Cái này cũng làm củi à?
xanh xanh như này là không phải đem về làm cỏ đâu đúng không? À, đây là có hai bó, vậy là hôm nay là hai người đi làm à? Say đang làm gì đấy? À, hôm nay vào đây là đúng lúc Say đang nấu cơm này. Đấy, chị cả nhá, mọi người nhá. Sao hả? Bà đâu rồi hả Say? Bà đi làm việc à? Phứ ra chú hỏi Phứ. Thế bà của Say là ở chung nhà luôn à? Hay là bà ở đâu? Bà ở nhà bên kia. Ở nhà bên kia á? À, không phải là bà ở đây với lại ba chị em của Say đâu đúng không? À, đấy chị cả đây đang nấu cơm. Thế là hôm nay là nhà mình ăn gì đấy hả Say? Ăn rau. Ăn rau á? Đâu nào chú xem là ăn rau gì nào. Chú có giúp chị không? Có giúp chị làm cơm không? Giúp à? Đâu đây xem nào. Ly đâu? Thế còn ly đâu? À, Ly thì là nhóm bếp. Ly thì là nhóm bếp này mọi người này. Đấy. Thì là ba chị em là bây giờ là cứ mỗi người một công một việc để nấu cơm à? Sao hả Phứ? Sao lại chúc mừng năm mới? Điện thoại của Say bị rơi. Thế là ba chị em mình có mấy cái điện thoại ở Say? Có một. Có một cái đấy à? Một cái là để nghe điện thoại của mẹ à? À. Thế mẹ đi làm mẹ hay gọi điện về không à chứ? Có. Có à? À. Đây là cái không gian trong nhà của ba chị em nhé các bác nhé. Đấy, hiện nay thì ngôi nhà này ấy, là chỉ có ba chị em ở thôi. Đấy, hôm trước thì nói chuyện thì các bé nói là ở với bà. Nhưng mà vào ngày hôm nay em vào đây ấy, thì được biết là trong ngôi nhà này chỉ có ba chị em thôi. Còn bà ấy, bà là ở nhà bên cạnh là nhà nào hả? Ở bên cạnh này đây à? Đây nào chú xem nào. Có đi sang được không? Cái cửa này không đi được. Cửa này không đi được à? Phải. À, chị mu to à? Mu tảo ni xưa. À. À, bà là không ở nhà. Chị nhóc trên là không ở nhà. Thế là bà là ở cái nhà bên cạnh bên này đúng không? Đây ạ, à? À, đây đúng rồi. Có cái cổng này đúng không? À, thế bà bây giờ là không ở nhà. Chứ ơi, chứ bây giờ thì là cơm nấu rồi này. Đấy, còn rau đâu? Bà Say. Rau đâu? Rau chưa lấy về. Rau chưa lấy về á? À? Thì ăn với cái gì nào? Ăn rau với lại cái gì nào? Rau với sáu kiểu này. Mày biết à? Ăn nguyên rau không á? Ăn rau không ấy? Theo bữa cơm nào mà bọn cháu cũng ăn nguyên rau không thế? Ăn rau. Không có thịt à? Phải. Thế bao nhiêu lâu rồi không ăn thịt? Một tuần rồi á? Một tuần rồi là không ăn thịt, chỉ ăn rau không? À. Hôm qua ăn tôm. Bố tháng chưa ăn tôm. Ai? Bạn Phứ. Bạn Phứ là 4 tháng chưa được ăn thịt á? Ơ, mình ăn mà. mình chỉ nghỉ được một tuần không ăn thôi. À.
Thế là hôm qua Phứ vừa nói là hôm qua ăn mì tôm là như nào? Hôm qua chú biết xây ăn mì tôm à. À, không có cơm ăn à hay là không nấu? Không nấu cơm thì ăn mì tôm xay bọc thế. Bạn này mạnh dạn lắm nhỉ. Ừ. Ăn gì? Ăn gạo thôi à? Hai bạn này là có vẻ là thân nhau lắm này. Đấy. Ngày hôm nay thì cứ Bắc TV vào chia sẻ cái hình ảnh cuộc sống của các em cũng như là sẽ thay mặt Bắc The mua đồ cho các cháu luôn nha mọi người nhé. Đấy, Bắc Kim The thì đã liên hệ với lại cực Bắc TV là muốn giúp cho ba chị em của Chứ đây này. Đấy, em Chứ có cái những cái bữa ăn nó đủ chất. Bây giờ là sẽ đi ra mua thịt. Nào bây giờ là thích ăn thịt nào nào? Đây bây giờ Phứ với Chứ chọn đi. Chứ bảo là ăn thịt này. Ăn thịt này. Đây lấy thịt này nhá. Ăn thịt này nhá. Anh cân cho em cái cục này đi. Để cho cái nổ vào cái cho nào. Nhìn xe xe. 1 cân là 200 nghìn anh ạ. 200 nghìn đúng không? Vâng. Đây em gửi đi. Em cho vào túi cho em. Được không? Thì đấy được không? Được. Nhất trí không? Ở đây chỗ nào bán thịt hộp anh nhỉ? Dạ. Thịt hộp, cá hộp ấy. Cá hộp ở nhà anh thế có. Ở nhà nào? Nhà cái này. À. Anh có thịt hộp không? Có. Rồi. Không sang đây mua cá hộp về để dành nhá. Đây là cái những cái món quà hỗ trợ ban đầu của bác Kim The cho ba chị em Say, Chứ, Ly nha các bác nhá. Còn em Phứ thì cũng có quà luôn. Cơm chín chưa Say? Cơm chín chưa? Chín rồi à? À. Hôm nay là chú lại mua thêm nước này. Đấy, Say lấy cái bát ra, rót cho mỗi người một cốc đi nào. Đấy. Đây là cá hộp. Cá hộp nhá. Hai dây này là của ba chị em. Còn cái này là của Phứ này. Tí nữa Phứ cầm này về nhà nhá. Còn đây là mì tôm. Đấy. Chứ cất đi. Cất đi, cái này là để đi làm về muộn mà không kịp nấu ăn thì ăn mì tôm nhá. Đấy, bát đũa là để trong này à Say? Hoàn cảnh của ba em thì rất là đáng thương. Hôm trước thì em nghe nói là ở với bà, nhưng mà hôm nay vào thì thật sự là cũng khá là bất ngờ khi mà biết được là ba em tự ở với nhau thôi. Đấy, ba chị em ở với nhau và tự nấu ăn. Đây chú vặn cho, kiểu đấy vào tay đấy. Nào chú, cầm bên dưới để chú vặn trên nào. Đấy. Cháu cầm bên dưới, đấy được rồi. Mở cả hai chai luôn nhá. Nào, cầm bên dưới, cầm chắc cho chú nào. Rồi, giờ là bốn anh em chia nhau uống. Đổ ra bát nhá. Đổ ra bát, mỗi người một bát. Mời chú à? Ôi trời, cho chú bát to nhất như này à? Cái bát này to nhất này. Đổi nào.
Chú lấy bát nhỏ đây. Bát to này cho xay đi. Để cho chú thôi. Để cho chú thôi á. À? Bắt chú phải uống bát to à? Nào uống đi. Uống cho mát nào. Uống cho mát xong rồi mình nấu cơm ăn cơm nhá. Có ngon không? Đấy, thích quá nhỉ? Đấy. Có ngon không hả Ly? Ngon. Ngon à? Chỗ này là vẫn còn muối chai còn một nửa. Bây giờ mình vặn và cất đi. Chút nữa ăn cơm nhé. Làm cơm, ăn cơm xong là uống tiếp. Uống có ga là ợ à? Cái gì hả Phữ? Cái này là nào mới để ai? Cái nào? Cái này. À, cái này chút nữa chú cũng làm cho luôn. Đấy, làm cái này luôn. Cái này là chỉ việc mở ra xong đun nó chín rồi. Ừ. Đây là thì cá hộp. Cá hộp. Đây là của Phứ này. Cháu để riêng ra. Ừ, cháu xin cháu để riêng ra. Còn cái này nhá. Đây là chú sẽ để ra 3 hộp. 3 hộp để làm ăn luôn. Đấy. Làm 4 hộp nhá. Làm luôn 4 hộp nhá. Đấy, bỏ 4 hộp ra. Đấy. Xong chú làm cho, chú dậy làm cho. Xay mang cái này cất đi. Đây nữa. Đây nữa xay. Đấy, mang cất đi nha. Đấy. Mở ra. Đấy. Đây chú bảo. Đấy, cẩn thận đổ. Đứt tay nhá. Đấy sắc lắm đấy. Đúng rồi. Đây chú bảo Ly, đem về đây chú dạy. Không, để chú bảo nào, cầm này chú, cầm này chú. Đấy, cầm. Mình đấy, mở đúng được rồi. Mình mở được rồi à? Ừ. Mình giỏi quá nhỉ? Ừ, mình giỏi quá. Đâu. Yes. Rồi. Chưa được ăn bao giờ đúng không? Chưa. Chưa được ao. Đấy, đổ ra đây. Múc ra đi, bây giờ là chứ múc ra đi. Cẩn thận bỏng tay nhá. Mày mà chẳng có té à? Mới. Từng cho nha, anh nha. Anh chỉ có ăn rồi. Chỉ có ăn đi rồi. Rồi chút tí nó lót ra. Chỉ tí nó lót ra. Đưa cho tao đau nữa. Hết rồi. Có nóng không? Nóng quá. Nóng quá, thế để chú bê ra. Cháu lấy cái gì, bê cái chảo ra đi. Này, ôi dồi ôi. Không.
Rồi bây giờ là nhà mình ra ăn cơm nhờ. Cơm đâu? Xay nấu về đâu? À, múc lên rồi à? Đấy. Gọi bà đi. Đây bà hôm nay là cũng đi lên nương về rồi, bà đang ngồi đây. Đấy. Nó mỏ. Nó sao? Ờ. Nó mà nó tu chê à? À. Nó mỏ. Nó mà, giỏ lắm đi mà đi lo. Ờ. Phứ, múc cơm cho bà đi. Ừ. Bà có bát này. Say đâu? Say ra ngoài à? Không thấy say à? Không thấy say à? Em gái út múc cơm ra. Ngồi ăn cơm à? Ngồi ăn cơm thì chúng ngồi đây. Đấy, Hòa ngồi đi em. Hôm nay vào đây cùng với bác TV thì có em Hòa. Em Hòa Vlog. Đây, cái món này là chưa ăn bao giờ đúng không? Cháu lấy cái thìa về đây. Có cái thìa không? Lúc kỉnh ấy. Lúc kỉnh. Ừ. Lúc kỉnh nè hả? Cũng lúc kỉnh nè hả? Thì nhớ con đi hả? Thì nhớ con đã kỉnh rồi. À đây 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 rồi. Đây à? Đi. Chi vô. Đây, luôn đi, do đi. Ờ. Đây nhá, đây là cá. Cá đi à chứ. Ừ. Đấy, chưa ăn bao giờ là ăn thử món này trước nhá. Đồng ý không? Đấy, thịt thì ăn sau nhá. Đấy, thịt thì hôm nay chú thái miếng hơi to nên là ăn nó không ngon. Có hạt thì bà không ăn cá. À, bà không ăn. À, nó cay chưa? Ờ, nó cay đó. Ờ, nó cay. Ờ, nó cay đó. Một mình nhuận. Nào, đấy. Đây, em muốn. Bé, mày ăn cơm đi, đây, đây. Bé, cho bé ăn đi, cái này. Đây, đây. Không có bát nhiều ấy. Chia này cho bé ăn. Hòa ăn đi. Đấy. Cho bé ơi, ăn này. Đây. Mình có bát rồi. Ly, nó ly. Ly. Đấy. À, ăn đi xem có ngon không? Đây, cho thêm phứ này. Đấy, có chứ đâu. Ăn đi. Chan thêm này mà ăn cho nó ngon nhá. Cho chú nữa à? Cho chú ạ, à, đây kệ chú nha, chú Khang lấy nhá. Ừ. Ôi rồi. Đấy. Anh này anh rất biết quan tâm đến mọi người này. Nhỏ tuổi nhưng mà biết lắm nhờ. Chú cảm ơn nhá. Vâng. Ôi, chú xin. Đấy, cho chú này nữa. Chú xin nhá. Sao thế nào cái mì tươi? Ừ. Nhiệt lắm nó. Cay à? Ừ. Ăn đi con. Đi lo. Ừ. Mua lo. Nó kia bò lo. Ừ. Bò nó ta đi giúp bà chính nó ta chờ. Sao? Phứ vừa nói gì? Một cái rau đi. Đi lấy rau. À. Bà đi lấy rau à? Lấy ở nhà bên cạnh đúng không? À. Phứ ăn thử xem có ngon không? Ngon nhỉ. Ngon quá. Nó rau ạ. Bà là cũng có cái món canh rau cải này. Không biết là nấu với lại như là rau dền hay sao, nước nó hơi đỏ đấy mọi người.
cục gì tùa xong cho mình nhộn tội nhỉ. Ăn thịt, ăn thêm thịt nhá. Đây. Có em. Chữ. Ly. Ly Loni. Em gái út em Ly này thì ngại ạ, không ngồi vào đây. Đấy. Đứng ăn. Chỗ này còn một chỗ ngồi gọi vào thì không vào. Cứ đứng ăn. Nhớ lo nó cay á, cay như này. Bỏ mà hay. Thua tụp bò này. Thua tụp bò. Tụp bò. Lâu lâu rồi thua tụp bò. Thua tụp bò nhớ đấy mà, cho mình nhớ đấy mà chỉ một tổng cay thôi. Mà lâu chứ chỉ một cay thôi. Bà bảo là bình thường thỉnh thoảng mới có thịt ăn. Đấy, không có thịt ăn. Chỉ ăn rau thôi. Chỉ là rau bí ở trên này nhỉ. Mùa này đang mùa rau bí. Rau bí với lại một số cái loại rau dại mọc ở sen ở nương ngô ấy. Vâng. Đây chỗ này nó chan cái này vào ăn cho nó ngon nhé. Mấy bà là không ăn được cá đúng không? Mấy bà không ăn cá, bà đây. Phứ gấp thịt cho bà đi. Đấy, đúng rồi. Đây, Phứ ăn đây, ăn bát này đi. Đấy, star đây. Mì tu nò mà. Mì tu nò lò. Mì tu nò lò. Cá chi cao. Cao à? Vừa nói chuyện với bà là bảo là bà bảo là cảm ơn hôm nay vào đây làm cơm cho bà ăn. Đấy, hỏi bà là có ngon không? Ca chi ca là ngon không ngon đấy. Thì bà bảo là ca. Thế Phứ ăn thịt hộp này ngon không? Ngon. Ngon à? Thế tí nhớ cầm cái dây kia về nhá. Đấy. Còn xay nhá. Mấy cái hộp thịt còn lại kia là cất để đi lên nương về muộn ấy. Không có gì ăn thì đem về làm ăn nhá. Đấy. Quý vị và các bạn thân mến, ngày hôm nay thì Cực Bắc TV quay trở lại trong nhà của ba anh em. Đấy, ba chị em của bé Say, bé Chứ và bé Ly. Để mua một số những cái đồ ăn bình thường thôi. Đấy, một thùng mì tôm với lại một chút thịt hộp cho các bé. Để các bé sau khi đi lên nương về, có thể là đi về muộn ấy, thì có cái đồ để ăn ngay. Đấy thì ngày hôm nay video của Cực Bắc TV cũng xin được phép kết thúc tại đây nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Chỗ tôi dùng nó thật thề mà. Dạ không. Để dùng mông. À bác tỉnh lộn mà nó bỏ ra. Bỏ ra. Hứ hứ hứ. 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 Hứ hứ